Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sun Studio. Và mình là MC Hằng Uông. Và như chúng ta đã biết thì vào thời gian gần đây, cuối cùng Apple cũng đã cho ra mắt bộ 4 flagship iPhone 12 của mình, bao gồm iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Và nổi bật nhất trong số đó là chiếc điện thoại iPhone 12 với rất nhiều những nâng cấp cũng như cải tiến đáng giá tiền, khiến cho em nó trở thành một trong những chiếc điện thoại cực kỳ đáng mua. Và cụ thể ra sao thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. I know you've been alone. Oh, where do you go? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mặt thiết kế. Xét về thiết kế, iPhone 12 sẽ có một kiểu thiết kế vô cùng sang trọng của một chiếc flagship với khung viền bằng kim loại nhôm 7000 và mặt lưng kính bóng 7 nổi bật với logo trái táo ở giữa. Và tiếp theo đó là sự thay đổi về thiết kế khung viền với việc được bo cong ở cả bốn góc cạnh, nhưng khung viền lại được làm phẳng như là iPhone SE 2016, tạo nên một vẻ sang trọng và mạnh mẽ nhất định cho chiếc điện thoại mới này. Và điều này sẽ mang đến cho iPhone 12 của chúng ta một vẻ đẹp vừa sang trọng vừa mạnh mẽ mà lại không kém phần thanh thoát. Còn ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của cụm camera kép được đặt trong module hình chữ nhật giống như iPhone 11 và logo Apple được mạ chrome vô cùng là sáng bóng. Còn ở phía mặt trước thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của màn hình tai thỏ và cụm cảm biến Face ID cũng như là camera selfie. Và nhìn chung lại thì thiết kế của chiếc máy này chắc chắn sẽ thuộc hàng đẹp nhất thế giới trong smartphone ở thời điểm hiện tại. Và tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu về màn hình. Xét về màn hình, iPhone 12 của chúng ta sẽ có sự nâng cấp rất lớn về màn hình khi đã được Apple trang bị cho tấm màn hình OLED với kích thước 6,1 inch, độ phân giải là Super Retina XDR và đi kèm với đó là một số tính năng cao cấp như là HDR10+ hay là Dolby Vision. Nhờ đó mà sẽ mang lại cho người dùng chúng ta có được những trải nghiệm đã mắt hơn, màu sắc cũng tốt hơn và đặc biệt đó là độ sắc nét cũng lớn hơn so với màn hình chỉ là HD cộng của iPhone 11. Với rất nhiều cải tiến về màn hình như vậy thì khả năng hiển thị cũng như sử dụng trên iPhone 12 là vô cùng tốt. Các tác vụ như là xem phim, lướt web, chơi game trên chiếc máy này đều vô cùng là sắc nét, màu đen sâu, màu sắc thì đẹp đẽ, cũng là độ sáng cao sẽ giúp cho người dùng chúng ta có được trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời. Tuy rằng năm nay, chiếc iPhone 12 của chúng ta không sở hữu màn hình 120Hz, nhưng với tần số lấy mẫu cảm ứng cao đi kèm với sự tối ưu hóa rất tốt của iOS thì rõ ràng màn hình của iPhone 12 vẫn vô cùng là xuất sắc. Với sự cải tiến to lớn về màn hình này thì đây sẽ là một trong những chiếc máy có màn hình đáng để lựa chọn nhất trong phân khúc giá này. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về camera. Về camera thì iPhone 12 của chúng ta sẽ không có quá nhiều cải tiến đáng kể về camera trên chiếc iPhone 11 khi mà chúng ta vẫn sẽ có bộ 3 camera 12 megapixel với một cụm camera kép ở phía sau. Và ở camera chính sẽ có khẩu độ được tăng lên thành f/1.6 và một camera trước có cùng độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ là f/2.2. Với việc nâng cấp khẩu độ như vậy sẽ giúp cho iPhone 12 của chúng ta có khả năng chụp đêm cũng như là quay video thiếu sáng vô cùng ấn tượng. Và ngoài ra, với sự thừa hưởng lại cụm camera trên iPhone 11 thì iPhone 12 năm nay chắc chắn sẽ làm vô cùng tốt trong việc là chụp ảnh tự động với rất nhiều chế độ chụp hấp dẫn như là chụp chân dung bằng AI này, chụp ảnh phong cảnh góc rộng cũng được cải thiện lên và chất lượng màu sắc, ảnh cho ra cũng sẽ vô cùng là đẹp. Và bên cạnh đó thì camera này còn có khả năng quay phim 4K vô cùng ấn tượng cũng như là khả năng thu âm rất tốt. Và điều này chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích dành cho các bạn vlogger hay là các bạn reviewer khi mà chúng ta làm vlog hay là quay video nhanh ngoài đường. Và chắc chắn hứa hẹn đây sẽ là một trong những chiếc máy có cụm camera tốt nhất trong tầm giá này. Kế theo, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mặt hiệu năng. Xét về hiệu năng, năm nay Apple dường như là muốn bỏ lại tất cả phía sau với con chip mới toanh Apple A14 Bionic. Đây là con chip đầu tiên trên thế giới được hoàn thiện trên tiến trình 5 nanomet và cũng là con chip đầu tiên của Apple có hỗ trợ công nghệ mạng 5G, giúp tiết kiệm điện năng và tăng hiệu năng lên tới là 26% so với thế hệ trước. Với việc được sở hữu con chip mạnh mẽ nhất ở trong thế giới smartphone hiện tại, thì iPhone 12 không hề ngán bất cứ một tác vụ nào, từ lướt web, làm việc, học tập xem phim, chơi game hay thậm chí là cả biên tập video 4K nữa. Và ngoài ra thì iPhone 12 của chúng ta sẽ có 4GB RAM và tối thiểu là 64GB ROM với việc được tối ưu hóa rất tốt đến từ hệ điều hành iOS. iPhone 12 hoàn toàn có thể đa nhiệm hay làm việc đa tác vụ một cách rất mượt mà. Và không những thế, bộ nhớ trong chuẩn NVMe sẽ giúp vào tốc độ mở app hay là load app cũng trở nên vô cùng nhanh chóng. Và điều này chắc chắn sẽ là một điểm khiến cho các game thủ vô cùng là thích thú trên chiếc máy này. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về pin. Về pin thì iPhone 12 sẽ sở hữu viên pin có dung lượng chỉ là 2815 mAh mà thôi, nhưng kết hợp với đó là công nghệ sạc nhanh PD 18W. Tuy chỉ có viên pin với dung lượng khiêm tốn như vậy mà thôi, nhưng mà iPhone 12 vẫn sẽ cho chúng ta có được thời lượng sử dụng pin rất là ấn tượng. Lý do đó là bởi chiếc máy này sử dụng công nghệ màn hình OLED tiết kiệm pin, đi kèm với đó là con chip trên tiến trình mới tiết kiệm điện lên tới là 20%, và chắc chắn rằng người dùng chúng ta sẽ không phải lo lắng về thời lượng sử dụng pin trên chiếc máy này. Và cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua
Chắc chắn rồi, đó chính là về mức giá bán. Về mức giá bán thì iPhone 12 sẽ có giá là 799 đô la, và về Việt Nam khi mà chúng ta tính thêm cả thuế vào thì em nó sẽ rơi vào khoảng là 22 triệu Việt Nam đồng. Và đây là một mức giá vô cùng tốt đối với những gì mà chiếc máy này có thể đem lại, với nâng cấp lớn về màn hình, camera và đặc biệt là về mức hiệu năng. Và nhìn chung lại thì vào dịp mua sắm cuối năm này, iPhone 12 chắc chắn sẽ trở thành một chiếc máy đáng mua nhất trong thị trường smartphone cao cấp. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau có được những cái nhìn cận cảnh nhất về chiếc điện thoại iPhone 12 đến từ nhà Apple. Còn các bạn thấy thế nào? Các bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Và các bạn có mong muốn sở hữu iPhone 12 về tay mình hay không? Thì hãy nhanh tay để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để ủng hộ thêm cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.